Rồi, đây là chợ Câu Đài mà mẹ mình giúp tiền để Quy để xây sửa lại đây. Châu đây. Đây hả? Bên anh quên đem cái Bên anh quên đem quá đẹp chưa? Đẹp. Anh quên đem cái máy chụp hình của anh, máy của anh luôn. Rồi, chợ Câu Đài đây. Đẹp quá hả? Khang trang quá ha. Ở mẹ chùa này là ngày xưa là mình cầu nguyện đây phải không mẹ? Cầu nguyện đây. Không, cái này chùa mới con, cái chùa mới có xa lắm. Chùa cũ thôi, gạch rừng á. Đi mua đất trong tay giờ vô đây. Đẹp quá. Quay qua vòng cái bé sau, cái bé sau. Alo, cưng. Ủa chú quá trời chú luôn.